Tiếp theo mình sẽ tạo ra hố khoan ở ngay vị trí x bằng 0. X bằng 0 đây mình click vào đây. Đó. Thì nó sẽ xuất hiện ra một cửa sổ mới. Cửa sổ để mình nhập số liệu về cái chiều dày các lớp đất. Đây mình sẽ nhấn vào nút S để mình tạo mới lớp đất. Ở đây cơ sẽ có top là ở trên cùng và bottom là ở dưới. Thì ở dưới của mình là từ 6 mét. Mực nước ở đây ví dụ như mình nhập là trừ 1. Thì đây mình sẽ thấy nó xuống dưới này và cái biểu tượng này là biểu tượng của tải trọng áp lực của nước. Thì mình sẽ có là ở đây là bằng 0. Tiếp theo vẫn đang ở cửa sổ này, dưới này mình sẽ có một là material. Thì mình sẽ khai báo luôn cái phần các cái thông số địa chất của nền đường, của cái nền đất và của cái lớp đất sét clay laser. Nếu ở đây dùng mô hình là hết tin soi so với các ví dụ trước thì mình hay dẫn Plastic sử dụng cái mô hình là mô Coulomb. Nhưng ở đây là Plastic đã đổi lại và có thêm cái mô hình. Trong ví dụ đã đưa vào cái mô hình này. Mặc dù trong mô hình của nó thì đã có rồi. Ở đây trường hợp thứ nhất là mô hình trường hợp là trend tính tức thời hết. Đây mình bấm vào Material. Mình sẽ bấm vào nút New. New. Và đây mình sẽ đặt cái nào cái tên. Tên ví dụ như là em Pankman. Trong mô hình, trong material model mình chọn lại cho nó. Ở đây có rất là nhiều model. Trong cái phiên bản mới này nó nhiều model. Ở đây mình sẽ chọn là heading soil. Drainage type thì mình sẽ chọn là này. Khi mình click vào này nó sẽ có cái phần giải thích bên này. Chú ý rằng ở đây nó có một cái chú ý này. Thì cái này tới cái phần đó thì sẽ giải thích. Ở đây mình nói drain trước. Drain vật liệu thoát nước hoặc là tính là long term. Tính long term là tính dài hạn, ứng xử dài hạn. Và cường độ, cái cường độ của này thì tính là ứng suất có hiệu, effective gravity. Bây giờ sẽ có gamma insert là gamma ở trên một nước ngầm là 16, mình lấy 16, đường lấy 16, thường của bên mình là phải là 18, cái nền đường đắp này. Còn hệ số rãnh thì không được đề cập, nên mình sẽ tới tab là parameter. Thì đây sẽ có A50 reference. A50 reference là 15 E mũ 3. EOD và EU là gấp 3 lần. Cái này nó thường thấy gấp 3 lần cái số ở phía trên. Power là cái này là độ cứng. Power mà 0.5. C. C phải là 3. Phi góc nội ma sát là 30 độ. Ở đây cái mô hình head in soil này mình cũng có thể nhập được từ cái thí nghiệm nén cố kết CC và CS. Nếu như mình chọn vào user alternative. Ở đây tab raw water. Ở đây cái nền này người ta không quan tâm đến thấm các bạn. Trong cái bảng này chưa cần quan tâm đến thấm bởi vì mình đang tính ở plastic cho nên là chưa quan tâm đến cái số thấm, không có thấy đưa vào, chưa thấy nào không đấy. Thermal nhiệt độ không xem xét, interface không xem xét, initial automatic và cái
OCR là hệ số cú kết, đúng rồi. OCR, over consolidation. OCR là theo tiêu chuẩn của mình đó là hệ số quá cú kết. Và đây nó có cái BOB nữa, nó thêm một cái nữa thì cái này sẽ nghiên cứu, mình sẽ giải thích với các bạn sau. Vì ở đây chủ yếu là chạy cho các bạn biết tính năng của phần mềm. Rồi mình xong, mình nhấn vào OK là mình được cái lớp endpoint. Và tiếp theo mình sẽ có cái lớp là clay laser, clay new, mình chọn new luôn. Mình chỉ có là clay. Bây giờ đây là mô hình là Edisoy Rand. Đây lớp đất sét, sét yếu mà người ta mô hình Rand. Là mô hình xét đến cái mô hình này là mô hình dài hạn rồi. Rồi ở đây sẽ có là cái EUR này là nó viết tắt của cái chữ unloading reloading. Cái E mà khi mình unload đi là dở tải và gia tải lại cái E đó. Thì bây giờ ví dụ như đây là mình sẽ chỉnh cái này lại là Edisoy, mình nó có E50, E50 đây là 5600. Thì LED là nó tự động nó bằng ở trên, nhưng mà EU lúc này không phải là bằng 5 nữa, không phải bằng, không phải bằng 3 lần giống như bên nền đất, mà này nó là một số 20, 23. Thì là power này là bằng 1, C phải bằng 10, góc nội ma sát là 25. Này là cái thông số này là lấy trong thí nghiệm nén, cái nghiệm nén mà theo sơ đồ CD thì nó mới ra được cái số C phải, C phải lớn như thế này đối với đất sét. Initial ở đây là OCR, ở đây OCR lấy bằng 1,2. Còn lại cái K0 determination này là cũng là automatic để tự động tính. OK rồi, như là mình xong cái phần mình kéo cái đất yếu, mình kéo cái đất mình thả ra đây luôn cũng được. Đó. OK đó, thì mình sẽ thấy ở đây nó có một cái lít, có một sẵn cho mình một cái mô hình đất luôn. Bây giờ mình chỉ cần vẽ thêm, vẽ thêm cái nền đường vào thôi. Rồi mình sẽ chuyển qua tab structure. Nên mình sẽ dùng cái công cụ là create soil polygon, là vẽ bởi một cái polygon. Sau đó mình sẽ chọn ở đây. Đó, nó có vẻ với rectangle flow contour, cái này xem xét sao. Mình sẽ vô đây create soil polygon và lít chuột x y, x là bằng 14, x bằng 14 continue cho tới là 22 22 4 à, 22 4 rồi đến 24 4 36 không. Lít chuột phải là kết thúc cái quá trình mình vẽ. Sau đó mình sẽ gán lớp đất. Thì ở đây mình có thể gán bằng hai cách, mình kéo xuống như này. Mình sẽ thấy bên này nó sẽ có là gán vào lớp đất.